Thì lần trước mình đã vừa xây xong cái chỗ để mình nện cái chất lỏng, thì mình đang bơm nước muối vào đây. Ở đây cũng là cái mạch nước muối, và ở đây có hai loại chất khí, thì nó sẽ trở thành một cái chỗ chứa vĩnh cửu. Và ở đây hiện tại là mình vẫn đang dùng quặng đồng thôi, tại vì mình có quặng vàng thô. Rồi, ở đây mình đang bơm chỗ này vào. Mục đích là để cho cái nước mặt sương muối lạnh này nó hoạt động. Lần hoạt động tiếp theo là 39,8 ngày, tức là nó đang ngủ đông rồi. Thì trong lúc đó thì mình có thể là tranh thủ mình xử lý, mình làm một vài việc khác. Thì ở đây mình sẽ cố gắng là kiếm thêm một vài cục đá nữa. Và ở đây mình tìm ra cái máy cộng di chuyển rồi. Ở đây thường thường lúc nào cũng có một ít dầu thô. Dầu thô này mình sẽ dùng để làm một số việc. Cũng chưa biết là cái cục này sao nằm đấy. Cục này nón rồi cả. Sao là đấy. Bong bèn. Rồi bắt cái con này lên này. Đó. Chuyển đi. Mình sẽ chuyển lên trên này. Rồi, tôi để nó mới nghiên cứu được một cái gì rồi. Chỗ này cũng oxy chỗ này thấp lắm, nhưng mà vẫn đủ để cho tôi để làm việc. Mình sẽ bắt con này lên để mà tỉa lông này. Thì chỗ tỉa lông sẽ là chỗ này. Tâm trạng khó chịu. Mấy con này hiện tại là nó đang ở trong môi trường tự nhiên. Nó hơi khó chịu một xí do trời nóng quá. Mấy cây này mình vẫn đang tiếp tục trồng. Ở bên này tôi để nó tìm ra một ít ở đây có thủy ngân, mình có thủy ngân này. Mình vẫn trong chỗ mục nghiên cứu á, thì mình vẫn đang tập trung nghiên cứu bên chỗ này. Mức 2. Mình sẽ bật. Điện phân của mình thì vẫn hoạt động tốt nha. Cái mô hình này khó mà sai được lắm. Lần trước thì mình đang cố gắng để mà chế tạo thép, nhưng mà mình nhận ra là ở đây không có than đá. Ở đây có một cái mạch gì khí ga tự nhiên này. Khí ga tự nhiên thì mình sẽ đào xuống như này. Có khí ga tự nhiên này thì thường thường khí ga tự nhiên là 150 độ. Khí ga tự nhiên là 150 độ. Cái này là cái mình chữa là lấy database ở đấy thôi. Database này sau này có thể nghiên cứu được. Ở đây là cái máy hoạt động địa chất, sau này dùng để mà bơm nhiệt địa nhiệt từ dưới lòng đất lên, nhưng mà hiện tại mình chưa khai thác được cái đó. Sau này ra cái bảng DLC chính thức kia, lúc đó mới có. Mình giữ nhầm là than là nó thường thường nằm ở môi trường này này, nhưng mà ở đây nó thay than bằng quặng sắt thì mình chịu rồi. Không bao giờ sản xuất được cái than này, thép. Mình sẽ không bao giờ sản xuất được thép nếu mình qua hành tinh thứ hai. Coi hành tinh này có gì, có khi nào có than bên này không ta? Chứ mình cho tôi đi, nó chạy qua rồi chạy về này. Đồ thời trang cho lấy ra mặc vào. Ở đây có cả Millwood này này. Đây mình sẽ đào chỗ này ra, trồng một vài cây và có một, chắc là mình bỏ bỏ mấy cây này. Cây này là phát triển ở môi trường từ 80 đến 0 độ C à, tức là mình trồng dưới này cũng được rồi.
toàn sắt. Mình đào 6 ô này ra là tôi để có thể nhảy xuống đây. Ở đây không có oxy. Không có oxy thì mình sẽ tạm thời mình sẽ xây một cái ống oxy vào đây. Đó, mình sẽ xây một cái ống như vậy. Và có oxy vào đây do tủ đề nó làm việc và thở. Ở đây có một cái máy gì á, một thiết bị bảo mật tinh vi. Phá hủy làm gì? Chỉ là quan sát để lấy data bank thôi. Đó, như vậy là cái mực nước ở trong này có oxy với CO2. Thì sau này đôi lúc mình loạt game á, là nó sẽ bị mất. Nhưng mà khả năng khó lắm. Giờ nó bị lỡ bị lỗi rồi thì nó sẽ tiếp tục bị lỗi như vậy thôi. Không sao. Ở đây mình sẽ phải cẩn thận này. Chỗ này mình sẽ xây nếu mà có van rồi. Có cái van chất lỏng này, mình sẽ xây một cái bộ lọc. Để đảm bảo là chỉ trong này chỉ có được là được được muối vào thôi. Thì mình sẽ bày cho mấy bạn một cái cách để làm cái bộ lọc cơ khí này. Bộ lọc cơ khí là nó sẽ xây đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ xây hai bắc cầu. Cái đường ống này sẽ là cái đường ống đi ra. Ống nước mà mình cần đồ. Còn ống nước này sẽ là cái đường ống nước mà mình bất kỳ chất lỏng nào khác thì nó sẽ rơi xuống đây. Còn nước muối thì nó sẽ ra đây. Cái này mình có một cái video giải thích về cái hoạt động của cái van này. Lâu rồi mình cũng xây nên mình cũng biết chắc là nó có đúng như vậy không. Nhưng mà chắc là đúng á. Khó mà sai lắm. Mục đích của cái này. À không, cái này sẽ là cái van. Cái này sẽ là cái đầu ra của mấy chất lỏng khác. Còn cái đầu này, trong này nó sẽ từ bên này qua. Cái đầu này đầu vào, đầu này sẽ là đầu ra. Và trong này chỉ có cái này hơi hoạt động sao quên rồi. Đầu này sẽ là đầu ra, trong này sẽ chín một vài gam. Ở đây mình sẽ chín một gam thôi. Và mình bơm nước vào. Bơm một gam vào thì nó sẽ chạy một cái vòng lọc. Một cái vòng lọc thì trong này sẽ có một gam thì cái đầu này nó sẽ đi. Đầu này nó sẽ đi qua. Và một gam trong này một gam trống thì cái chất lỏng ở đây có thể đi ra. Và cái đầu này sẽ là cái đầu dư thì nó sẽ phải bắt buộc đi ra ngoài. Và mình chỉ có cho một cục như vậy thôi. Đó. Sau khi gửi van ở đây mình sẽ cắt ra như vậy. Đó, như vậy trong này có nước muối thì nước muối sẽ đi ra đường này, còn tất cả các chất lỏng khác thì nó sẽ phải chảy ra van này. Đó là cái cách xây cái van được van lọc cái đồng này. Và nó sẽ cái van này có là nó sẽ không có tổng điện. Đó. Ở chỗ này mình xây xong oxy rồi thì tiếp tục xây xuống. Gỗ ở đây mình vẫn còn 14 tầng 7. Ở đây là mình chưa thu hoạch từ mấy cây này nhé. Ethanol thì mình cũng có một ít này. Còn cái bạc xuống dưới này để mà tỉa lông.
chỗ này sau mình chỗ sau này mình sẽ xây gạch lại, xây gạch chỗ này cho nó đồng đều cho đẹp. Sao cái này không có dịch, không có dọn dẹp được ta? Cho phép sử dụng thủ công chỉ chữa đồ dọn dẹp. À, ở đây còn có cái này nữa. Bữa nay nó có không, bên này là trên này là dòng tiêu chuẩn, còn dưới này là không tiêu chuẩn. Mấy cái này là mấy cái có thể là không thích hợp để dự trữ. Thì tức là mấy những cái quần áo này, đạo xì đã tẩy trắng và trứng. Bữa nay nó làm ra như vậy cũng hay. Sợ trái ra. Cái này mình sẽ phá hủy để mình có thể chế tạo được một ít khoáng sản thô, là cái này gọi là hỏa thạch. Thì mình sẽ chế tạo thêm được một ít vôi rồi. Chứ mình sẽ cho một đứa qua bên này để xem thử bên này có than đá không. Nếu có than đá thì mình sẽ xuất mình sẽ cố gắng sản xuất một ít thép. Chỗ này là mình có vi khuẩn. Lần trước mình thả cái bầy zombie này ra, tôi để bị bẩn hết luôn. Lấy thêm gỗ trắng nuôi xây dựng. Tôi này vẫn làm việc nhiệt tình này. Quảng nhóm thân nhóm. Hình như nghiên cứu xong rồi. Và hình như là nghiên cứu mức độ 2 này xong cả rồi. Tiếp theo mình sẽ xây cái này này. À không, cái này này. Điện năng lượng mặt trời đâu ta? Pin năng lượng mặt trời. Cái này, tu bin. Cái này sẽ cần cái cải vàng. Vàng tức là cái cải trạm nghiên cứu vật liệu này. Ôi trời, trời. Đây, có thang đá đây rồi. Tiêu của mình là cái động thang đá này đem về, nhưng mà phải cho tôi đi qua đây dịch chuyển qua bên này là nước muối ở 95 độ C. Mục tiêu của mình là chuyển cái này đi. Cái máy kia đâu rồi ta? Mình sẽ phải tìm một cái máy có hai đầu. Và mình lấy được than đá này. Mình lấy được than đá là mình có thể rồi. Tiếp theo để xây một cái chỗ ngủ. Ở đây mình sẽ xây một cái nhà vệ sinh. Một cái nhà vệ sinh cơ bản. Mình xây một cái nhà vệ sinh cơ bản ở đây. Ở đây mình sẽ xây một cái thang này. Ở đây mình sẽ xây
đào quặng kim loại này ra là mình có thể trước tiên là rã đông thằng này ra nè này, lưu game trước, thằng này mà tệ quá thì mình phải loại lại game. Frankie, Frankie này, trời ơi sao tệ tệ vẫn thể tệ được hơn được luôn á. Cái gì đây Phan kia ơi, thảm họa toàn cầu. Xe đây một cái cửa. À, như vậy ở đây là có khu ngủ chung này, ở đây không cần cái cửa này vẫn có nhà vệ sinh rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ đào xuống. Đào xuống như vậy. Chào người thằng này sờ má nữa. Người thằng trả lời vậy. Trúng trúng cái thằng tì dễ sờ luôn. Đã điểm kỹ năng kém rồi con sờ má nữa. Khổ ghê. Anh em thông cảm. Cái này là ngay muốn rã đông này, thằng này đỡ hơn rồi, đừng có tè nữa nhá. Cái thằng trang trí à, trang trí thì cũng được thôi, không sao cả, đừng có sợ má là được rồi. Bên này có nhà sĩ công cộng. Ở đây mình sẽ xây thêm một cái giường nữa. Mục đích là để cho có phòng trang trí thôi. Kích hoạt cái máy chuyển vật liệu đó. Cái máy này mình sẽ phải xây một cái thang lên, đổ điện vào và mình sẽ chuyển vật liệu. Cái này là chuyển đi rồi, nhưng mà mình vẫn cũng phải kích hoạt này. Mình xây một cái thang lên để kích hoạt. Cái nhà vệ sinh đó. Chảo ơi trời ơi cái thằng. Sao nhà vệ sinh đây nó không đi. Đất né. Đất cỏm sao la đấy. Đó như vậy mình sẽ có một vài chức năng phòng về. Ở bên hành tinh thứ hai này là mình có chi, bên này vẫn còn à, khả năng cái công trình bên này có một công trình gì đó, mình sẽ đào ra, đào hai ô thôi, ba ô là sẽ mất công. Đây đúng rồi, chính xác là cái mà mình đang tìm luôn.
Cho nên mình sẽ cần phải có điện. Còn xây nè. Mình cần kích hoạt cái máy này và biến hành tinh. Về hành tinh thứ hai, về hành tinh chính thì mình sẽ cần kích hoạt một cái máy khác, nhưng mà hiện tại chưa thấy cái máy ở đâu ta. Đây, kích hoạt nè, chỉ cần kích hoạt thôi là được rồi. Tính ra đi lấy thang đá cũng dễ. Không có khó như mình tưởng đâu. Rồi, kỹ sư ơi. Kích hoạt nhưng mà lâu quá. Rồi, như vậy mình sẽ bỏ một cái thùng chứa ở đây và mình bỏ toàn bộ thang đá vào đây, và sau khi kích hoạt xong mình sẽ xây một cái máy chạy bộ, mình sẽ xây ở đây luôn. Mình cần phải đào đồng ra. Mình đào đồng ra có thang đá và mình chuyển về, chuyển một ít tạo về. Cái thang này sao nằm ngủi đấy. Chỗ bên này là cái lượng oxy thấp lắm nên mình sẽ cố gắng là xây một cục pin và xây một cái máy xay tạo ở đây. Xây dựng tăng lên. Bộ bộ xây xin nha. Hình như thằng này kỹ sư của mình đó. Đó, như vậy là được rồi. Chỗ này mình cần phải xây dây điện ra đó. Nhanh à. Đó, đơn giản mà có gì đâu. Như vậy là mình sẽ bỏ thang đá vào đây. Thang đá là quặng tiêu dùng. Và tụi đề nó sẽ đi lấy thang đá và cái này sẽ cần kích hoạt, nhưng mà ở đây là còn có nghiên cứu thực địa bubble, cho bubble nghiên cứu thực địa luôn, làm việc xong rồi về. Cái này mình sẽ cho nguyên quặng tiêu dùng này, thang đá này, cho phép sử dụng thủ công này, mức độ 4 đó, cho bubble làm luôn. Chút là mình tẩy não sau. Mình sẽ cố gắng đem một ít thang đá về. Thang đá mình sẽ đào thêm. Đây. Mình sẽ để hai cục này lại. Là tụi đề vẫn có thể chạy qua chạy về được. Sau đào chỗ này rồi tới. Ở chỗ này có oxy thì mình sẽ có oxy thì tôi để nó sẽ làm việc hiệu quả. Cho nó tập trung đi lấy thang đá cất đấy.
Rồi, như vậy là coi như là mình sẽ xong rồi. Ở đây mình sẽ xây một ít một vài cái máy để mà có thể là chế tạo carbon tinh chế này. Và mình sẽ xây hai cái máy này ở đây. Đó, cái bộ lọc của mình hoạt động xịn lắm. Cái máy, cái ván này nó sẽ không tăng. Có trong game này có một vài cái máy nó sẽ hoạt động và nó sẽ không tạo ra nhiệt. Đó là một trong những cái van này. Thực ra cái van thì sao mà tạo nhiệt được. Tiếp theo mình cái này sẽ tạo ra nhiệt ở 150 độ C. Hiện tại nó đang ngủ đông này thì mình sẽ cố gắng xây một cái hệ thống để mà có thể là khai thác luôn và tạo một ô chứa. Ở đây mình có dầu thô rồi thì mình có thể tạo một ô chứa, và sau này cái này sẽ là nguyên liệu chính của cái đồ của mình. Và đây mình sẽ chuẩn bị để mà có thể là tạo sắt thành thép, thì một cái máy bơm sẽ chỉ cần 100 kg thôi. Một cái máy bơm bao nhiêu ký quên rồi, 50 kg, chỉ cần một cái thôi. Cái gì đấy, đừng sản xuất nhiều quá, nước nó sẽ bị nóng này, nước ở 67 độ C. Rồi, cái này mình sẽ thằng đã ở trong này được bao nhiêu rồi, 6 tấn rồi, 6 tấn là đủ rồi. Mình sẽ chỉnh mức độ thấp hơn thì giờ tụi đề nó sẽ tập trung lấy thằng đã này bỏ vào đây và chuyển về nhà. À, như vậy là mình có thể chuyển được thang đá về nha. Thang đá nằm sẽ nằm ở đây và được tôi để đem đem vào đây. Mình sẽ bỏ một cái thùng để chứa thang đá vào khu vực này. Áp dụng tiêu pin cha. Có mấy bác nói cái nhà vệ sinh này sẽ bị hư đó, giờ đây là cái cách mình sẽ tăng nhiệt cái khu vực này lên. Cái này là quặng tiêu dùng, mình sẽ bỏ than đá vào đây và tôi để sẽ lấy than đá vào đây và bắt đầu nấu ở đây. Và sau khi có carbon tinh chế thì mình có thể chế tạo được thép này, và sau khi có thép thì mình có thể khai thác được cái mặt khí ga tự nhiên này, và mình sẽ cho tôi đi về. Trong lúc đó thì mình có thể đi đào một ít thêm một ít đồ nữa. Mình sẽ kích hoạt cái máy này luôn, sau này mình sẽ khỏi phải mất công. Tiếp theo mình đi đào thang đá đem về. Quảng đông thì mình nghĩ là chắc là đủ rồi. Mình sẽ đẩy sẽ đào lên đây một chút nữa. Và mình sẽ đào cái đống thang đá này ra. Đó, như vậy. Chỗ này mình sẽ đào lên. Mình nghĩ như vậy là chắc cũng đủ rồi. Nhưng mà mình hơi bị ham một chút. Lòng tham vô đáy mà. Tài nguyên, đi vơ vét tài nguyên. Đó, đơn giản bên này có 10.000 kilo calo. Thì ở đây mình sẽ cho tôi để bỏ thêm cái tạp nhám thành phần công nghiệp là điện mềm này, điện mềm mình chuyển về luôn, sau này mình có thể nghiên cứu. Oxy ở đây mình đầy đủ nên mình sẽ lo. Tiếp theo đây mình sẽ cho nó lên mức độ 7 này, tại vì mình sẽ cần thép này. Tiếc một cái là mình làm cái nước này nó bị đổ quá.
khu này khô mát. Nhiệt này tới 90 độ C, dễ sợ chứ. Thôi, tạm thời mình sẽ không cho nó dùng cái máy chế tạo kim loại này nữa, tại vì hiện tại nhiệt độ cao quá. Như làm sao để giảm nhiệt cái chỗ này ta? Có một cách là mình sẽ đào qua bên này, đào qua được cái ô bên này là nó sẽ truyền nhiệt bên này quá, là nó sẽ mát lên được khu vực này. Băng nhiệt này cả động nhưng mà nó không tan được. Băng 47 tấn. Cố gắng lên. Máy bơm này sau này mình sẽ phải thay vào khu vực này, và cái này sẽ xây một bắt cầu qua đây và đổi lại dây điện. Đó, chứng thể là bơm được. Cái thằng này bị gì rồi? Hết cả hồn. tôi bắt tụi nhỏ làm việc trong môi trường khắc nghiệt quá. Mình nghĩ xem em sẽ không đào chỗ này nữa, cho đào chỗ này đó. Hết điện rồi. Mấy nhỏ bên này đang ngủ. Ở bên này còn data bán á. Mình có sống sót qua được 100 ngày đây. Một trăm ngày là bằng thành tích của Ellie đấy. Ellie hình như cũng chơi được 100 ngày, 7 ngày rồi. Mấy bạn thông cảm nhé, tại vì đang chơi nửa đêm nên cũng nói to được. Hy vọng là mấy bạn vừa nghe. Và xuống đây làm việc một cái nữa thì xong rồi. Mình nghĩ thang đại trên đó là chắc cũng đủ rồi. Đi lấy thang đại về này. Cố gắng làm cho hết việc rồi về. Mấy cây này á, có đâu rồi nè, còn nơi ta rồi nè. Làm sao có hay vậy ta? Cái gì đó, cái thằng nào bị ngột thở à? À đây khả năng bên này đây. Chào ơi, cho xua tôi nhỏ nhá. Đừng có cổ nghe, đừng có chết nghe. Úi dồi ôi, trời ơi con này. Còn đừng vỗ tay nữa. Có thang đã. Đã chín phá hai tầng này, mình nghĩ là cần lấy thang đá nữa đó. Cho hết cái đống thang đá này mình lại data mang điện mềm xong mình về thôi.
đem điện men về. Điện hành tinh này có tìm việc việc không được. Còn hai đơn vị cho một đứa về trước, bước bộ về trước đấy. Tại vì mình phải chờ thêm một vài cycle nữa, lúc đó mới có thể là chết rồi, quên xây cái đường. Cho tôi để xuống đây, tạo oxy không đủ lại cũng la lai. Bắp bô sao từ sấy đến bắp bô. Tiếp tục nó sẽ cho bằng tiêu dùng thang đá rạn 15. Mình sẽ xây một cái chỗ để mà chữa cái mặt khí ga tự nhiên này. Hiện tại mình có thép rồi, mình có thép là được rồi. Thì sau này mình sẽ xây một cái mô hình đơn giản đó, mô hình này dễ xây lắm. Và mình sẽ xây như vậy. Hiện tại cái này đang ngủ đông nên mình có thể phân tích được rồi này. Mình sẽ xây khu vực dưới này luôn. Chỗ này cũng hợp lý đấy. Mình sẽ xây xuống như này. Xong rồi đứa nào làm việc. Một chục nữa thôi, một chục nữa thôi. Cố lên. Hai cục gạch này nữa. Trời ơi, lẹ. Đừng ngạt thở chết nha. Nghi quá. Tài lưu à. Trời ơi, một cục nữa thôi mà cũng được. Cho nó nghỉ chút đã. Bước bô này đừng chơi luôn. Tự làm đi chứ cha. Tự làm đi tự. Trời ơi. Đói bụng ướt chấn đô nè. Đó, trong lớp rảnh em làm việc. Ở đây có một cái gì đấy, ba nghiên cứu người máy à. Sau này sẽ có những mấy công trình hay đó. Rồi mình sẽ bên này hết việc rồi. Hết việc thì sẽ cho đào cái này ra cho vui. Ôi rạch không làm gì. Bên đó mình lấy được cái mà mình cần rồi. Đựng ốp lá lấy này. Cho thằng này xin chứ. Xây dựng đa bưởi và sáng tạo. Lấy 12 đứa. Thằng này lấy thì hơi bị uổng. Vừa biết xây dựng vừa biết đào bới nữa. Lấy đi. Thằng nào cũng lấy thì thấy có lỗi. 4.
Trời trời ơi, cái thằng này sao má. Để mình còn cục đá nào không ta? Mình sẽ cần một cục đá. Bây giờ tôi rồi ngủ này. Cục này. Thằng Askan này cục đau đâu ghê. Cho nó làm việc với bộ này. Đặt xuống đây. Làm việc này là nó có vẻ là hợp lý hơn. Con cũng cần làm ở này đó. À không, chắc là có đó. Tại vì tạo là phải cần. Tạo ra oxy là mình cần phải có để mà thở. Bên hành tinh này là mình sẽ có mặt nước muối, mặt lưu huỳnh, khí ga tự nhiên, CO2 và dưỡng dầu. Thì lưu huỳnh và dưỡng dầu là hai cái mặt mà mình sẽ cần để khai thác đấy. Cục đá này mình sẽ chuyển đi xuống như này. Và thằng Askan sau này nó ngủ thì nó sẽ không bị sờ má này. Cho tôi để xuống đào đây. Cố gắng đào nghe. Đó, nước đang bắt đầu xuống nhiệt rồi này. Nhiệt độ ở đây sẽ xuống. Hiện tại là mình sẽ tạm dừng bơm nước đi. Làm sao để chỗ này bơm nước thì nhanh ta. Hơi đau đầu đấy. Ở đâu chỗ này xong rồi. Mình sẽ xây ở đây một cái máy bơm. Một cái cảm biến áp suất. Mình sẽ xây bằng chì thôi. Và tiếp theo xây một cái chỗ để mà nén, một chỗ nén thì mình sẽ sau này sẽ xây kiểu như vậy. Ở đây sẽ có hai ô. Sau này sẽ xây kiểu như vậy này. Ở đây sẽ có ô chứa và ở đây mình sẽ tiếp tục là có thêm một cái máy bơm nữa, đúng không? Khí ga tự nhiên thì mình sẽ chỉ cần hai cái máy bơm. Dây điện thì mình sẽ dùng dây chì đổi ra ngoài. Ở đây mình sẽ có một cái ván để mình đổ dầu thô vào. Mình sẽ có một cái thùng để mà dọn dẹp này. Mình sẽ dùng cái thùng này dọn dẹp cho nhanh. Và mình sẽ phải tắt cái thùng này. Mình là muốn trao đổi nhiệt nhanh thì mình sẽ phải hơi đau đầu à.
cho sản xuất thép này. Thì đường ống này nó sẽ chạy từ đây xuống và ra cái van ở đây. Còn đường ống này nó sẽ được xây từ ống cách nhiệt và đi ra ngoài. Thì ra ngoài là ra chỗ nào được hết cũng quan trọng. Chỗ này mình cần phân tích thì mình sẽ có một cái thang lên. CO2 đây nhiều quá. Có một cái thang ở đây là có thể phân tích được chỗ này. Thằng bên này đứng chơi à? Trong lúc đứng chơi thì có thể là đem một ít cát về cũng hợp lý nữa. Đem một ít cát về đấy, chắc lọc. Đào đấy, tại vì sau này mình cũng phải qua đây ở. Quay lại bên này, chỗ này cũng sắp xong rồi. Tức là nhiệt độ ra khoảng 50 độ nữa là 87 độ. Nước ở đây vào 33 này. Sao mà bữa này hoạt động? Nước này sẽ đổ vào đây luôn, tại vì nước này nước nóng, biết sau này nước ở đây ra là trời ơi, sao mình chưa xây đường ống. Cơ bản mình vào giờ xây vẫn được, nhưng mà xong đợi ngẩn ghế với ta. À, trong lúc đó mình có thể xây một cái máy bơm khác. Máy bơm mình có thể xây được rồi đấy. Tranh thủ làm luôn, xây một cái thang vào đây và thả cái máy bơm này ra. Thả này ra và xây đường ống ra ngoài. Một công đôi việc. Nóng như mà nóng. Đúng rồi. Xây máy bơm đó. Đó. Sau này mình khỏi phải mất công luôn. Khi ấm mà. Dọn cục này, dọn gấp,
vậy là xong. Tiếp theo mình xử lý chỗ này nữa, chỗ này cũng xong rồi, dọn dẹp cái điện mềm này. Và sau đó mình sẽ phá cái thang này, xây lại cái này. Ở đây mình sẽ xây một cái ván bằng quảng sắt này. Chỗ này sẽ là chỗ chữa này. Thế nên mình sẽ xây lại 2 cục gạch, 3 cục. Đó, như vậy. Thằng bên này xây qua tới bên này rồi. Chỗ này sẽ kéo xuống. Rảnh rỗi làm việc trước các sau này mình qua đây mình dễ làm. Ê, sao lại đá hóa cứng, đá dung nham chứ. Gạch cắt nhiệt đá dung nham đừng có giỡn. Rồi sao mình lại xây ra đá đấy, xây đá dung nham nha, sao xây đá hoa cương ta. Tiếp theo bên này có thiên thạch rơi à? Thiên thạch gì đấy? Đất bùng. Cái bên này 92% rồi, sắp chuyển thằng này về được rồi. Cố gắng làm thêm một chục việc nữa rồi về. Ở đây mình sẽ xây là một cái máy để mà có cái cổng này. Cái này phá ra. Mình sẽ xây thẳng đến cái đồng hồ luôn. Nhìn có vẻ là đẹp. Sẽ làm sao thật à? Thì dương nó sau này sẽ bị phát sáng này. Đưa nó sờ má cho nằm ngủ gần đây. Tắt điện mềm nó. Sắt. Và như vậy là mình vừa sản xuất được thép và mình cũng có vừa có thể là đây mình nghĩ mình sẽ cất mấy cái nước này lại từ khu vực này trở đi. Mình sẽ xây lên. Đó, như vậy nó đỡ nóng hơn. Chỗ chữa của mình sao đây? Chả ghê ta. Đá hóa cương này sau này nó nóng chết luôn á. Thường được. Nhưng mà mình phải phá cái này ra mà mới xây thang được. Cái gì cần làm trước thì mình sẽ phải làm đó.
sắt đông, sắt để sản xuất thép này. Nhiệt ở đây tới 94 độ, dễ sợ chứ. Vừa rồi nó gặp nước gì mà nó chảy ra ngoài đây người ta. Thép hiện tại mình sản xuất được 500 kỹ hả? Có tê vậy? Tập trung sản xuất mạnh mẽ đấy nhé. Nãy giờ quên xe cái thang. Để mình phải xe thang nên tôi để có thể xây được chỗ này. Và sau đó mình sẽ cho máy bơm này bơm chất khí ra ngoài, chất khí nó ra ngoài, rồi mình sẽ phải bơm thêm một lần nữa ra đây. Thằng này về được rồi đó, tự nhiên mình lòi ra thêm một thằng à. Đi luôn. Rồi, kiếm chỗ ở cho thằng này. Lịch biểu mình sẽ phải coi lại này. Khoan, mình chia ca ra nhưng mà mình không có làm cái lịch này. Lại giờ 2 ô, thời gian tổng trước này đây, thời gian làm việc đó, như vậy. Tiếp theo thời gian nghỉ của tháng này, thời gian tổng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, thêm một ca làm việc nữa. Askan Linda say mình sẽ cho một lịch 4 đứa. Mình đã xây này. Vậy là Ascan. Tổng cộng 13 đứa. Thằng bớt cho sự nghĩa cùng. Ok. Rồi như vậy là mình sẽ lo về bên này nữa. Bên hành tinh thứ hai hiện tại là mình... Rồi như vậy là xong, mình sẽ dọn dẹp chỗ này xong. Phá thang này ra. Và như vậy là mình gần hoàn thành cái chỗ hoạt động tiếp theo sau 24 ngày. Không khí lạnh à. Xây lại cái cảm biến áp suất chất khí này. Cái này có thủy ngấn à. Quăng kiếm loại thủy ngấn à. Quăng kiếm loại thủy ngấn đâu ra ta? Mình sản xuất ở đây. Và có cái quặng kim loại thì ngắn ra mình tìm đâu ra.
kim loại tinh chế, vật liệu tinh chế, kim loại tinh chế. Thủy ngân là mình số 2 về ta, từ có luôn hả? Ở đây mình có một ít phân bón này này, rồi như vậy là xong. Mình có thể đi chỗ này lại, chỗ này mình sẽ dùng đá hóa cương là được rồi, tại vì chỗ này cũng quan trọng. Trước khi đồ mình sẽ cần trang trí cái tường này cho đẹp. Đá in thân bùng à. Này cũng vậy luôn. Và cho tôi để vào trang trí xong mình cắt. Đã hóa cương vào đây. Thở ra hơi rồi. Hiện tại mình đang chơi game này bằng cái này là gạch này phải của mình ta. Hiện tại mình đang dùng arc của thằng em để mà làm video này, tại vì cái arc này là arc của Epic Game, à của Steam. Còn arc chính của mình là bên chỗ Epic Game á, nên toàn bộ mấy công trình này nó sẽ khác. Giống bên cái thùng chứa này mình có thêm mấy cái màu này này. Rồi như vậy, ở đây mình sẽ đổ 2 ô thì mình sẽ đổ một ký 6. Một ký 6 yếu tố. Hoặc là thủy ngân. Thủy ngân tốc độ bài hơi của thủy ngân là thủy ngân. Thủy ngân rồi này, thì điểm bài hơi là tới ấm 356. Thì từ nay mình có thể là dùng cái thủy ngân này thay dầu thô. Thì độ thủy ngân đây không, cái chỗ này là chỗ nguy hiểm, làm dầu thô thì an toàn. Tại vì thủy ngân thì mình cũng chưa từng xem lần nào. Thì đấy. Điểm đóng thì âm 38 độ, còn điểm bài hơi là 356, hạn cũng khá giống giống với dấu thố. Ruby đang làm việc. Và chỉ chỗ này mình sẽ cần điện để mình sẽ cho thằng đề chạy bộ này. Đây sẽ có một cục pin và sợi dây vào à, như vậy mà chạy bộ để mà máy bơm bơm CO2 ra ngoài. CO2 chỗ này nhiều quá. Trong lúc đó thì mình sẽ cố gắng nhiệt độ đây hơi cao nhưng vẫn sao cả, cái này mình xử lý được. Được vào 36, được ra khoảng 65 đến 70 độ à. 70 độ. Mình nối điện vào.
như vậy là chỗ này nó sẽ lúc nào trên không, trên không là nó sẽ bơm, bơm nó làm chỗ này chân không, và sau này cái mặt này hoạt động thì chỉ có nó chỉ có bơm mỗi khí ga tự nhiên vào cái ô chứa này của mình thôi. Tốc độ cao đấy. Là chân không này, nhắn sau gạch này chỗ này cũng có sấy. Đây CO2 nhiều quá. Ê, con đoạn đoạn nằm tăng nhiều hôm nay. Mình xây luôn. Đó, như vậy là chỗ này thành chân không rồi. Ở đây lúc nào mình sẽ bơm trên 1 ký. 1 ký là mình sẽ bơm. Tụi nhỏ này ăn rồi cái thở, thở dốc thở dài. Nổi ống này vào thì CO2 sẽ được mấy cây này xử lý này. Đó, như vậy thôi, như vậy là mình xử lý được cái rồi ngủ rồi, CO2 lên tới trên này nè. Rồi, chỗ này xong rồi, thì mình sẽ phá bỏ chỗ này, cho gọn ra. Để như vậy. À, chỗ này cần phải có điện chứ. Rồi sau này nó hoạt động là mình sẽ tính sao ạ. À, thép của mình sản xuất được 2,5 tấn rồi. Nhanh rồi. Ê, được đâu cả rồi, giỡn cá. Oxy nãy giờ mình để mất hết trơn luôn. Mình sẽ lấy nước nóng này bơm đó. Đó, như vậy là chỗ này nó sẽ giúp làm mát nhanh hơn này. Nếu mà được thì mình sẽ xây một vài tấm tản nhiệt vào đây. Cái tấm thủy ngân này dẫn nhiệt tốt lắm á. Xây được 3 tấm rồi. Thủy ngân này dẫn nhiệt rất là xịn luôn. Độ dẫn nhiệt tới 8.3, nó chỉ thua thằng supercoolant đó. Nhiệt độ nóng chảy ấm 38 độ C. Cái này là chất thủy ngân rắn, đây là chất thủy ngân rắn. Cái này chẳng bức xạ tới 50%. Rồi ngủ rồi, ngủ rồi. Cái này phải sao nóng chạy đấy. Rồi ngủ rồi, trời ơi. Giờ chạy. Giờ cho cả thị ngân vào máy, vào máy để mà chế tạo thép luôn. Ghê chưa. Nói nổi.
sai lầm. Có đứa nào đói đấy. Nhìn sao rồi ta? May mình xây chỗ lọc ra thôi, nặc bẹt ra. Kiểu này nếu mình sửa thì nó nước nó vẫn sẽ đọng trong này thôi. Trên tới 170 mấy độ. Có nhầm không ta? Phá này ra. Chỉ cần phá ra xong anh xây lại là được. À, có con này nữa. Đem con này ra nuôi cho vui. Sao bằng đâu ra tan chạy lại đây nữa. Lúc nào thủy ngân mà rớt xuống đấy thì mình sẽ quẹt. Ở trong này thủy ngân nhiều vậy đó, 220 mấy ký. Bây giờ mình sẽ xây một cái máy bơm. Một cái máy bơm, nếu mình đổ thủy ngân lên trên này thì nó sẽ được đóng băng lại. Thủy ngân đóng băng ở nhiệt độ ấm 37. Đây mình sẽ đổ thủy ngân ra đây. À, rồi, như vậy là xây xong cái máy bơm. Thằng đây nó sẽ chạy lên đây. Xong xây luôn giá. Phá hai cục băng này, con này nó sẽ rớt xuống đây rồi mình bắt ra. Bắt đi tiện lông. Cục đá này mình sẽ chuyển đi chỗ khác. Mình sẽ xây một vài cục gạch thông khí ở đây cho nó, cho hydro nó bay lên trời, lên trên. Công nhận sau bản cập nhật này có một vài cái cục đá này cũng hay đấy. Vừa trang trí mà cũng vừa có ít à. Bây giờ mình sẽ xây lại cho nó đẹp. Cây này nó sẽ lọc oxy bằng CO2.
nhiệt độ trong game này bữa nay á là nó, tôi để nó sẽ thôi cái bật này, tôi để nó sẽ nhiệt độ lý tưởng của tôi nó là sẽ làm nhiệt độ từ 0 đến 45 độ. Coi mệt được thằng mèo này lên kinh nghiệm luôn à, nhiệt độ ra 77 độ là xịn đó, chuẩn. Tại vì sau này cái mặt này nó hoạt động ra tới 95 độ C. Ở đây mình sẽ xây thêm một lớp gạch nữa cho nó cân bằng cho đẹp. Mình xây là mình thích xây cân bằng và đẹp đấy. Ở đây có cái gì rơi đấy. Đây có cục rơi này. Tuyết à. Mấy cây này nó có thể tự chui ra khỏi tuyết đó, cũng hay. Đó, mình sẽ xây như vậy để cho đẹp. Ở phía ngoài này là dùng đá hoa cương thôi. Còn ở đây mình sẽ dùng đá dung nham để đảm bảo là việc cách nhiệt là tốt nhất. Ok, mình có thép, có nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ cơ thể thấp quá. Âm 14 độ C. Vậy tất cả mình phải trồng mấy cây này qua chỗ khác rồi. Thì mình trồng qua đây thôi. Ở đây sẽ có một cái cửa này. Ở đây mình sẽ xây một cái cửa, một cái tràm, và ở đây sẽ là gạch trồng cây. Mình sẽ phá chỗ này ra, mình đang trồng chỗ này nè. Mình sẽ xây chỗ này lên trên này. Cái trạm mình có rồi, giờ mình sẽ xây vào đây cho nó có trang trí này, có một chức năng của một cái chỗ nấu ăn, áo lại của một trang trại, một cái trang trại cây trồng. Chỗ này mình vẫn tiếp tục sản xuất thép lên 3 tầng 8 rồi. Đây là toàn bộ điện từ việc tôi để chạy bộ thôi. Vôi sắp hết rồi. Mình sẽ nghĩ tới việc là đi khai thác cái vôi này. Con này chạy qua bên này rồi, mình sẽ chuyển đi qua đây. Và trong lúc đó mình có thể đi kiếm thêm một ít vôi, đào chỗ này ra. Mình sẽ phải xây lên một cái thang này. Xây lên một cái thang là có thể đào chỗ này ra. Còn thiếu một cái nữa. Thiếu một
thủy ngân bật tự động đóng chai lên và tôi để nó sẽ bơm cái thủy ngân ở đây. Mình sẽ xem một vài cục gạch vào đây. À, cục thủy ngân này nó sẽ bị mất. Rồi, như vậy là mình cũng sản xuất được một đồng thép rồi. Trồng cây đây. Ở đây vườn cây. Cái này sao đấy? Thiếu cái này thì mình sẽ bắt đầu cho thằng đế trang trí luôn. Đây mình sẽ cho một cục kim loại làm một cục đồng này. Không phải cái này chứ. Đó, như vậy là nó ra đài sẵn rồi. Thì Catalina nó sẽ tới đây và điêu khắc. Vòng vang, vòng vang, vòng vang giỏi. Cũng lắm đó. Đó, đúng rồi, đẹp. Có trang trí luôn. Trong lúc đó mình sẽ phá cái này ra để mình có thể xây lại cái công trình này. Tại vì hiện tại là mình xây cái chỗ này bị lỗi. Đúng là đáng lẽ là phải xây lên như vậy này. Kể cả chuồng này cũng vậy. Mấy con này nóng và mấy bạn chơi đừng để bị mắc sai lầm giống mình nha. Đem thủy ngân xây vào đây thì thôi luôn. Thủy ngân âm 37 độ C. Âm 38,8 độ C là nó sẽ đóng băng. Đó, đóng băng rồi đó. Cục này thì mất rồi này. Nó lấy thịt lắm ở đâu ra vậy ta? Trời, chỗ này anh đào mà đi chạy qua tới bên kia. Lắm đâu ra mà nhiều vậy ta? Thôi khỏi đi, làm ba trò mệt quá. Phá này ra. Phá luôn, mình chỉ cần xây cục gạch là nó tự mất rồi. Cây này để trang trí cũng đẹp rồi. Thank you.
chưa thấy ai xây nhà cho mình đâu. Xây lỗi vậy sao? Xong rồi tới 88 ô à. Xây là một cái tràng tỉa lông này. Phá nó ra. Xây một cái tràng tỉa lông trên này. Đó, như vậy. Ở đây mình sẽ lại xây một cái máy tính chỉ là máy lọc bụi. Chỗ này bị dưới đấy qua cẩn thận. Tắt ổn là sao? Dưới nước à? Giật không người ta. Mai mình xây đường ổng sẵn rồi. Mấy cái này là nằm trong dự tính của mình cả rồi. Thằng Ruby này nó cũng sơ má hả? Cho cục này qua đây, cho thằng Ruby xuống đây. Không phải thằng Ashkan. Thằng Ashkan sơ má mà. Cho tối nay mình có nhầm, nhìn nhầm mà. Nước muối chỗ đổ qua đây. Mình sẽ xây một cái cục gạch ở đây. Và xây một vài cái thùng. Để lệ sau này có nước. Có nước bẩn, nước muối gì á, thì mình sẽ có cái thùng này mình chữa luôn. Cho nó tiền. Cái xả này ra thì cũng mất cống lắm. Xe cục gạch này gạch thường thôi. Như vậy là chuẩn. Bạn này phá này. Phá lúc đó nước mà chạy vào mấy cái thùng này được. Phá luôn. Cái này sẽ hoạt động sau 16 cycle. Con bò này mình sẽ xây một cái máy để mà dọn dẹp này. Một cái máy để dọn dẹp thì mình sẽ bỏ vào đây. Tôi để nó sẽ vứt mấy cái đồ này xuống dưới góc này. Mình sẽ xây một cục gạch này vào đây, là cục thủy ngân này mất luôn. Tiếp tục sắc hết rồi, thì mình sẽ
thêm 10 sắc nữa. 10 tức là 1 tấn. Một hướng rồi. Cái này mức độ 4 thôi. Nãy giờ mình bị chơi được lâu chứ, nhưng mà mình nhớ nhầm á, là mình chơi từ 11 giờ rưỡi, 11 rưỡi, 12 rưỡi, 1 rưỡi. Vậy là gần 1 tiếng hơn à. Thôi chơi thêm một xí nữa, 1 rưỡi này, 1 rưỡi đi ngủ luôn. Sau đó sau này mình sẽ làm một cái vườn cây trong cái thôn dưới này, và mấy cây tự nhiên này từ 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 ethanol. Cục này mình chưa đồ này, cục này chút nữa mình sẽ xây một cái máy bơm vào đây và bơm ethanol này cất. Ethanol này mình sẽ bơm vào đây để mà cất. Và trong lúc đó mình sẽ phải cần xây dây điện. Dây điện thì mình sẽ chạy theo đường này. Và mình sẽ xây một cái trạm biến áp ở đây. Đổ dây điện vào. Và đổ dây nhỏ vào. Ethanol này mình sẽ phải cất lại để sau này mình có thể dùng để mà trồng cây. Tính ra cái hơi thùng nước này dùng để chế tạo thép cũng hợp lý à. Được 6 tấn rưỡi nè mấy bạn này, thấy chứ, cũng đơn giản á. Sau này mình qua đây mình khai thác hóa thạch với chi. Phần này thì chắc mình cũng tạm dừng ở đây đã. Hiện tại mình cũng biết mục tiêu tiếp theo là làm gì luôn á. Ê, chết rồi, trời ơi. Không còn nước để cho tôi đi vệ sinh. Chạy độc thiệt. Mình sẽ phải cắt đoạn này, nước nó mới có thể chạy vào mấy cái máy này. Đó, như vậy là quay trở lại với cái đường ống cũ. Ở trong này nước biển 32 độ. Và toàn bộ bất kỳ chất nước nào mà không phải là nước muối thì sẽ được vào mấy cái thùng này. Và sau này mình chỉ cần phá ra thôi, thì nó sẽ nằm tại chỗ đó. Cái này mình sẽ cố gắng bơm xuống trước 17 ngày nữa thì sau đó là mình sẽ có nước lạnh để mà dùng. Đơn giản á, vừa làm mát mà cũng là vừa có chất lỏng để mà làm mát cái chỗ chứa này. Ở đây mình sẽ cần, mình còn vôi và còn sắt, mình sẽ cố gắng đi đào thêm. Cái thằng nào nó xây cái này ngắn á. Ở đây còn một ít này, cục này tạc tường này, cái này. Vậy là mình chỉ còn cục vôi dưới này thôi. Mình sẽ bơm chỗ này trước, sau đó mình có thể xây được một cái đường, cái tháng để đi xuống khai thác cái chỗ dưới này. Ở đâu rồi?
có phải đâu. Cái cái cuối là nó nằm ở đâu ta? Ở đây. Nhiệt độ cao 100 mấy độ C à. 100 mấy độ C thì đơn giản, mình chỉ cần cho vài cục băng vào đây ta. Ở chỗ này có vi khuẩn này. Thì mình sẽ cho tủ điện nó rặn thì đào xuống. Đó, chỉ cần như vậy ta, đơn giản. Chăn nuôi xuất bản nền kinh xây dựng. Chà, cái thằng này xin này. 13 đứa rồi. Tắt nền nó lấy nữa đó. Mình sẽ có đủ thức ăn nuôi từ nay lắm. Rồi, phần này mình sẽ xin tạm dừng ở đây. Phần sau thì mình sẽ nghĩ ra việc để mà làm. Chứ hiện tại là mình sản xuất được thép rồi, có một ít nhựa cây sau này mình có thể chế tạo được tinh chế. Phần sau là mình sẽ nghiên cứu phóng xạ này, đây, dùng cái máy này để nghiên cứu, nhưng mà mình chưa nghĩ ra. Mình sẽ cố gắng là xây được cái năng lượng mặt trời, có thể là xây được năng lượng mặt trời đấy, và sau đó mình sẽ xây năng lượng mặt trời có điện. Và sau đó mình sẽ dùng điện từ chỗ này. Mình có thép rồi, mình sẽ xây hai cái nhà máy điện, và mình sẽ dùng khí ga này để dùng làm nguồn điện chính. Mình sản xuất có điện rồi thì mình có thể sản xuất được nhựa, và sau đó mình sẽ chế tạo được hoặc đơn giản hơn thì mình có thể là đem đề vào đây để chế tạo dầu thô này, dầu thô, bơm dầu thô này về chế tạo nhựa, nó sẽ dễ hơn so với dùng cái cây nata này chế tạo nhựa này. Nó sẽ dùng 500 gram trên một giấy, hy vọng là nó có thể chế tạo được một ít. Cây này có bao nhiêu rồi ta? Sao có một vài cây là có nectar. Đây nectar 20 kg. Cây này là có gỗ là sao? Hai cây này giống nhau mà. Cây này 20 kg. Lúc nào mới có thể là này 10.000 lức là sẽ chế tạo được nhanh hơn. Cho kê nó không quan trọng. Lúc nào nó ra bản chính thức lúc đó mình có thể là tìm hiểu thêm. Lúc này mình tạm thời như vậy đã, không sao cả. Và hiện tại tôi đến vẫn đang sản xuất thép nhiệt tinh được 7 tầng rưỡi rồi. Và series này mình đi. Cái phần này không là mình đã sản xuất được 7 tầng rưỡi thép đó. Đơn giản, mấy bạn thấy đơn giản à? Chỗ này CO2 nhiều quá. Thì mình sẽ và tạm thời mình sẽ đào từ bên này qua. Đào bên này qua thì có oxy để dễ đào hơn. Và nếu được thì mình sẽ rồi tạm thời như vậy đấy. Con này sẽ cho vào đây để tỉa lông luôn. Chắc chồi thì cứ cho con này ra ngoài. Con này là mắc kẹt rồi. Mấy con này là lâu lắc nó cứ mắc kẹt hoài à, khỏi chịu ghế. Hay là mình xây một cái hệ thống phá CO2 dưới này ta.
hoặc đơn giản hơn là mình sẽ xây một chỗ chứa CO2. Vừa rồi thủy ngân này nó sẽ đông ở âm 38 độ C để bay hơi. Rồi sau này á, mình sẽ xây một cái chỗ để mà chứa chứa CO2 luôn, thì có thể mình sẽ xây ở đây hoặc là ở bên này luôn. Chắc mình sẽ ưu tiên xây cao lên, thì nó sẽ chứa mình có thể xây một cục gạch ở đây, một cục gạch ở đây kiểu như vậy, nó sẽ có một cục CO2 ở đây. Nếu mình muốn phá thì cũng dễ đấy, còn không thì mình sẽ phải xây một cục gạch, một dải gạch ở đây, xây một dải gạch ở đây đơn giản hơn. Và như vậy mình sẽ xây chỗ chứa CO2 ở đây, mình sẽ bơm toàn bộ CO2 ra. Rồi chắc là để phần sau mình sẽ làm, và phần này thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây đã, tại vì cũng khuya rồi, hiện tại là 11 giờ 22 sáng, mình đi làm về lúc 11 giờ rưỡi à, mấy bà biết á, thì mình thời gian việc làm việc cũng hơi hơi dài. Sau này mình chuyển chỗ ở nửa tháng nữa là mình sẽ chuyển chỗ ở, thì mình sẽ hy vọng là có thời gian để livestream chính thức. Chứ hiện tại mình đi làm về trễ thì mình chỉ có thể là cái con nó sắp lên đấy, chỉ có thể là chơi kiểu tranh thủ này thôi. Rồi như vậy nhá, mình xin chúc mấy bác một ngày vui vẻ, và nhớ đừng quên là tiếp tục theo dõi series này của mình, và một lần nữa là cảm ơn mấy bác rất là nhiều nhá, và hẹn gặp lại ở phần sau. Đây mình sẽ phá cục này để từ đây nó có thể là vào đây đứng xây đây như vậy. Đây, chúc mấy bạn một ngày vui vẻ, và mình sẽ xin tắt luôn.